Xin chào quý anh chị, lại là em Thuận Hyundai Hồ Chí Minh đây. Thì nay Thuận sẽ cập nhật cho quý anh chị về giá lăn bánh mới nhất của dòng xe Hyundai Tucson cho quý anh chị. Như quý anh chị biết thì vấn đề giảm 5% lệ phí từ quốc bạ của nhà nước thì cũng đang dần dần có thể sẽ được áp dụng vào ngày 1 tháng 8 cho quý anh chị. Thì rất là nhiều khách hàng chờ để chúng ta được ưu đãi kép, vừa được giảm giá tiền mặt, vừa được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ của nhà nước. Một số khách hàng của em thì cũng đã chờ từ hồi tháng 5 tới giờ rồi, thì cũng rất là nôn nao để mong được áp dụng chính thức 50% lệ phí trước bạ. Và sau đây em thì cũng muốn cập nhật cho quý anh chị về giá lăn bánh mới nhất của Tucson nha quý anh chị. Như quý anh chị biết thì các dòng Tucson hiện tại bây giờ bản tiêu chuẩn và bản đặc biệt thì hầu như nó cũng đã đều hết xe rồi, thì bên em chỉ còn màu đen nha quý anh chị. Hiện tại thì nhà máy đã ngưng sản xuất mới các dòng Tucson hiện tại bây giờ để chuẩn bị cho màn ra mắt của dòng Hyundai Tucson bản Philip. Có thể vào tháng 9 hoặc tháng 10 năm nay là chúng ta sẽ về cái Tucson Philip nha quý anh chị. Về Hyundai Tucson nó chỉ thay đổi về một số thiết kế và một số tinh chỉnh thôi nha quý anh chị. Thì cơ bản thì về thiết kế nó vẫn y chang như thế bây giờ, nhưng về mức giá nó sẽ chênh lệch hơn so với thế hệ bây giờ tầm khoảng gần 100 triệu. Thì đối với chúng ta biết thì Tucson phiên bản máy xăng tiêu chuẩn thì bên em đang bán là giá niêm yết là 764 triệu, tức là giảm 5 triệu so với giá niêm yết. Giá lăn bánh ở tại thành phố Hồ Chí Minh là 826, ở tỉnh là 807. Nếu quý anh chị mua trả góp thì chúng ta vay 85%, thì khách hàng ở tỉnh thì chúng ta trả trước là 168 triệu và khách hàng ở Hồ Chí Minh thì chúng ta sẽ trả trước là 187 triệu. Nếu chúng ta vay trong 8 năm thì tháng đầu chúng ta trả 10,6 triệu. Cái bảng lăn bánh ở trên đó, thì nó chưa bao gồm cái phí dịch vụ cũng như bảo hiểm thân vỏ xe nha. Nếu quý anh chị mà mua trả góp thì chúng ta phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ xe 1 năm thì tương đương tầm khoảng 9 triệu cho các dòng Tucson máy xăng tiêu chuẩn này. Đó là về phiên bản Tucson máy xăng tiêu chuẩn. Thì chúng ta sẽ tiếp theo tới phiên bản máy xăng đặc biệt. Thì máy xăng đặc biệt hiện tại bên em đang bán với mức giá là 834 triệu, lăn bánh ở tỉnh là 5%, lăn bánh là 878 triệu và ở Hồ Chí Minh sẽ là 897 triệu. Nếu chúng ta vay 85% thì chúng ta sẽ trả trước, khách hàng ở tỉnh thì chúng ta sẽ trả trước là 180 triệu. Khách hàng ở Hồ Chí Minh thì chúng ta sẽ trả trước 199 triệu như quý anh chị ha. Nếu chúng ta vay trong 8 năm thì tháng đầu chúng ta sẽ trả là 11,6 triệu. Thì hiện tại thì mức trả góp lãi suất của chúng ta, nếu chúng ta chứng minh được thu nhập và chúng ta vay 80% giá trị xe thì mức lãi suất nó chỉ có khoảng là tầm 7.9% cố định cho quý anh chị là 3 năm nha. Rất là tốt nha quý anh chị, nếu mà quý anh chị có thể chứng minh được thu nhập. Thì tại Tucson đặc biệt thì bên em nó chỉ còn màu đen thôi nha quý anh chị ha. Có sẵn màu đen cho quý anh chị mua và chúng ta sẽ được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ của nhà nước nha. Đó về chiếc Tucson phiên bản máy xăng đặc biệt. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ tới với phiên bản cũng khá là hot, đó phiên bản Tucson máy dầu. Thì hiện tại máy dầu thì bên em đang được hỗ trợ giảm giá tiền mặt là 15 triệu nha. Thì giá bán còn lại nó là 894. Thì giá niêm yết mới của phiên bản Tucson dầu là 909 nha quý chị. Thì giá lăn bánh ở tỉnh là 5% là 947 triệu. Giá lăn bánh ở Hồ Chí Minh 5% là 966 triệu. Nếu chúng ta vay trong 85%, chúng ta sẽ trả trước, đối với khách hàng ở tỉnh thì chúng ta sẽ trả trước 194 triệu. Khách hàng ở Hồ Chí Minh thì chúng ta sẽ trả trước là 213 triệu nha quý anh chị. Nếu chúng ta vay trong 8 năm thì tháng đầu chúng ta sẽ trả là 12,6 triệu. Đối với khách hàng chúng ta mua trả góp nha quý anh chị thì số tiền chúng ta sẽ trả hàng tháng là 12,6 triệu. Thì phiên bản Tucson máy dầu là phiên bản máy dầu duy nhất trong của dòng xe Tucson nha quý anh chị. Phiên bản này nó sẽ rẻ hơn phiên bản turbo tầm khoảng 15 triệu, nhưng mà phiên bản này thì chúng ta sẽ không có cửa sổ trời, sẽ không có mâm 19 và sẽ không có nhờ ghế hai vị trí và sẽ không có là hai cầu nha quý anh chị. Nhưng chúng ta sẽ có máy dầu chạy rất là tiết kiệm, khỏe, đặc biệt cho khách hàng chúng ta sử dụng xe ở Tây Nguyên, các tỉnh như Đắk Lắk, Đắk Nông hoặc là Gia Lai thì Hyundai Tucson máy dầu đang để một chiếc xe để chúng ta lựa chọn cho quý anh chị. Thì tiếp theo thì chúng ta sẽ tới phiên bản Tucson 1.6 turbo. Thì giá bán của bên em là 914 triệu. Giá lăn bánh ở tỉnh là 5% là 962. Lăn bánh ở Hồ Chí Minh là 981 triệu. Nếu chúng ta vay 85% khách hàng ở tỉnh thì chúng ta sẽ trả trước 197 triệu. Còn khách hàng ở Hồ Chí Minh thì chúng ta sẽ trả trước là 216 triệu. Vay trong 8 năm tháng đầu chúng ta trả là 12,8 triệu cho quý anh chị. Thì hiện tại Tucson turbo bên em đang có màu trắng, đỏ, đen và màu xanh và giao ngay cho quý khách hàng luôn. Quý khách hàng mua tiền mặt thì bên em đang hỗ trợ rất là tốt. Đó, thì quý anh chị quan tâm về dòng xe Hyundai Tucson cũng như về các phiên bản của Tucson tại thời điểm bây giờ thì cứ liên hệ em theo số điện thoại phía dưới 0962 385 818. Em là Thuận, tư vấn bán hàng tại showroom Hyundai tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và gặp lại quý anh chị ở những video sau.